Lưu ý đầu tiên ạ, đấy là thông số của máy. Vâng ạ, thông số của máy. Đây là cái rất là mông lung và hầu như là chúng ta hiện tại đều không ai có thể hình dung được, cũng như là các nhà bán hàng họ không bao giờ họ nói cho các bạn biết về những cái thông số này, và họ chỉ nói những cái hoa mỹ thôi. Tôi đơn cử như là chiếc máy bằng vàng tôi đang cầm trên tay. Đây là một chiếc máy phải nói là chất lượng cực tệ và xứng đáng bỏ vào thùng rác, nhưng nó lại được quảng cáo tâng bốc đến mức là chất lượng full HD. Đấy, các bạn có thấy là nó vô lý không ạ? Đấy, chính những cái thông số này các bạn không thể nào các bạn 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 biết rõ được, mà toàn là bị che mắt bởi những cái quảng cáo. Nên là tôi sẽ giải thích cho các bạn về những cái thông số của máy. Ok. Để nói về thông số của máy thì chúng ta cần biết những thông số nào. Thì đầu tiên, đây là một chiếc máy chiếu nhá, cấu tạo của một chiếc máy chiếu. Đấy, thì nó sẽ truyền hình ảnh qua cái thấu kính này chiếu lên tường hoặc là màn chiếu. Đấy, và máy chiếu thì nó sẽ có những thông số cơ bản sau. Đầu tiên là độ phân giải. Tiếp theo là cái độ sáng của máy, tức là cái bóng đèn ở trong cái máy này. Tiếp theo là cái thấu kính. Đây, cái thấu kính, cái chất lượng của thấu kính này nó sẽ quyết định được là cái chất lượng hình ảnh xuất ra, nhưng cũng như là cái độ nét của máy. Và các thông số khác như là độ phân giải, màu sắc, cũng như là cái một số cái chức năng thêm của máy như là loa chẳng hạn. Đấy. Vâng ạ, thì đầu tiên là về cái độ phân giải của máy chiếu. Các bạn nên nhớ là độ phân giải của máy chiếu. Tôi sẽ nói cái này đầu tiên tại vì là đây là cái thứ mà hầu hết chúng ta đều bị dắt mũi bởi cái độ phân giải. Hầu hết mọi người đều lừa các bạn về cái độ phân giải này. Các bạn sẽ bị họ dắt mũi bởi là độ phân giải thực xuất ra và độ phân giải hỗ trợ. Ví dụ như cái máy này. Đây, tôi khuyên các bạn là nên vứt sọt rác. Cái máy này thì độ phân giải xuất thực chỉ được là 240 nhân chưa được 200, tức là nó rất mờ. Nó cực kỳ mờ luôn. Và nó được quảng cáo là tận là full HD 1080p. Đấy, thì thực sự cái này nó là gì? Nó là lừa rồi ạ. Nên là các bạn phải hỏi rõ là độ phân giải là độ phân giải thực của máy, chứ không phải là hỗ trợ. Hỗ trợ thì máy nào nó cũng hỗ trợ, lên full HD 2K hay 4K đều là hỗ trợ hết. Đấy. Độ phân giải đây là độ phân giải thực ạ. Độ phân giải thực xuất lên trên cái màn hình. Các bạn có thể thấy là xuất thực ở đây, thì nó sẽ cho các bạn biết được là cái chất lượng hình ảnh các bạn xem ở như mắt của chúng ta là như thế nào. Và độ phân giải của máy chiếu là cố định, không thay đổi được. Đấy. Ví dụ cái máy to to này nó là full HD. Đấy, cái máy con này thì nó là HD cộng. Còn cái máy bé tí này thì nó là 320. Đấy, thì đấy là cái pixel, là cái độ phân giải của máy chiếu. Đấy. Vụ như cái con này thì nó là HD 720, 720 nhân 1024, nhưng có rất nhiều bên nói là nó là 4K. Thì khi mà mình inbox mình hỏi thì họ bảo là 4K là tên máy. Vâng ạ, thì với một người mà hiểu biết như mình thì mình còn còn vặn vẹo được họ để họ họ đến lúc đấy họ lại xoay sang là 4K là tên máy. Vâng. Đấy. Mà với các bạn chưa biết gì, các bạn lần đầu mua thì có phải là các bạn đã bị họ dắt mũi rồi không? Đấy, đấy là về độ phân giải, thì các bạn nên quan tâm đến độ phân giải thực của máy. Và với máy chiếu xem phim gia đình thì chỉ cần 720, tức là HD 720p ấy, là xem ok rồi. Còn nếu các bạn có điều kiện, các bạn có thể xem lên HD cộng full HD là ok rồi. Còn những máy 2K, 4K hiện nay giá rất là đắt. Nó vụ như máy đơn cường, như máy 4K thì trung bình cũng phải tầm từ 20 triệu là rẻ nhất, là loại 4K phèn phèn thôi chứ cũng chưa được 4K xịn. Đấy, đây là phải phần độ phân giải. Vâng ạ, sau cái phần thông số của máy thì chúng ta sẽ đến một cái nữa. Cái này cũng rất quan trọng và chúng ta phải lưu ý. Đấy là cái việc kết nối. Ở đây tôi đang nói là kết nối máy chiếu với điện thoại, với laptop, với iPad, với MacBook. Đấy, thì tại sao phải lưu ý cái này? Bởi vì là các bạn có thể thấy là bản chất của máy chiếu là chúng ta sẽ kết nối với máy tính qua cái cáp HDMI này. Đây, cũng như tôi đang kết nối với máy tính. Đấy là bản chất của máy chiếu. Đấy, là sẽ kết nối với máy tính. Nhưng mà hiện nay ấy, thì để các bạn có thể tiện lợi xem sử dụng, cũng như là cái nhu cầu của mọi người sử dụng, họ muốn kết nối với điện thoại rất là nhiều. Và một số máy đời mới hiện đại bây giờ thì đã tích hợp cái hệ điều hành sẵn ở trong máy là hệ điều hành Android. Đấy, và chúng ta sẽ cùng phân tích xem ưu điểm, nhược điểm của cái việc kết nối với điện thoại là như thế nào. Tôi sẽ phân tích chuyên sâu về cái điện thoại, kết nối điện thoại để cho các bạn biết, vì là đây là cái kết nối phổ biến mà các bạn muốn chọn mua để xem ở gia đình. Để kết nối với điện thoại thì sẽ có hai cách phổ biến. Cách một là chúng ta sẽ dùng cáp.
đây cũng như cái cáp này gọi là cáp chuyên dụng cho điện thoại, cáp MHL. Chúng ta sẽ cắm cáp vào máy chiếu và kết nối với điện thoại. Đấy, đây là cách một. Cách thứ hai là sẽ kết nối không dây. Các bạn lưu ý kết nối không dây ở đây là kết nối qua việc chia sẻ chung cái wifi, chia sẻ màn hình điện thoại, chứ không phải là qua Bluetooth. Tại vì Bluetooth không dùng để kết nối điện thoại với máy chiếu, mà nó là kết nối, bản chất nó là chia sẻ chung một cái wifi. Vâng ạ. Và ưu điểm của hai cái này là gì ạ? Tôi sẽ nói về cái kết nối không dây trước. Thì kết nối không dây thì ưu điểm là tiện lợi, vì các bạn không cần phải cắm dây gì hết, các bạn dùng không dây thì nó rất là tiện lợi. Đấy. Nhưng mà song song với đấy thì nhược điểm của nó cũng phát sinh rất nhiều nhược điểm. Thì cái này thì về cái phần nhược điểm này thì hầu như là không có shop nào họ tư vấn cho các bạn về phần nhược điểm đâu. Họ chỉ nói là ưu điểm là kết nối không dây tiện lợi thôi. Nhưng mà nhược điểm ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất là cái độ giật lag của kết nối không dây nó sẽ không thể nào ổn định được bằng kết nối có dây. Kết nối không dây thì nó sẽ luôn có cái độ trễ, độ giật, do là cái dữ liệu nó truyền qua cái sóng không dây nó sẽ không được ổn định và tốt như là truyền qua cáp. Cũng như là một số cái điện thoại, nhất là điện thoại iPhone, iOS, tùy hệ điều hành nhé, thì một số cái ứng dụng như là YouTube hay là Netflix nó còn đánh bản quyền, dẫn đến là khi mà chúng ta xem YouTube bật full màn hình hoặc là chúng ta xem Netflix thì nó sẽ bị out ra ngoài. Đấy, nó sẽ không ổn định. Cộng thêm kết nối không dây thì nó rất nhanh bị out, và thực sự là một số cái kết nối, một số cái máy nó tốt thì chúng ta dùng được lâu, còn nếu mà không thì nó sẽ gần như là nó sẽ dùng được khoảng tầm tiếng là nó sẽ out ra. Đấy, đây là về phần kết nối không dây, nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Tất nhiên là với những cái máy xịn, tôi nói là những máy xịn thì nó mới đảm bảo được, còn những cái máy phổ thông như là ví dụ như là cái con mà mọi người hay xem review nhất là con IG530, 550, đấy thì mấy con đấy là gần như là kết nối không dây của nó rất là lag luôn. Và còn kết nối có dây thì đây chúng ta chỉ việc cắm dây, ưu điểm của nó là nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà nó cũng có một vài nhược điểm là nó tùy theo cái độ tương thích với cái điện thoại của các bạn đang dùng, sẽ có cái máy hỗ trợ tốt và sẽ có cái máy hỗ trợ nó kém hơn. Về cái phần kết nối với điện thoại này thì Android thì nó sẽ có nhiều cái để chúng ta làm nó tiện hơn là iOS thì nó dễ bị hạn chế hơn. Đấy là phần kết nối, các bạn lưu ý cho tôi về phần kết nối với điện thoại là như vậy. Đấy. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây khi các bạn chọn mua máy chiếu đấy là gì? Đấy là gần như tất cả các máy chiếu giá rẻ xem phim gia đình hiện nay, kể cả máy chiếu nó giá cao một chút, đều nhập bên Trung Quốc về hết. Đấy, nó rất là giỏi. Và vậy thì sao? Vậy thì các bạn chọn một cái đơn vị có uy tín. Uy tín ở đây là gì? Thứ nhất là có địa chỉ cơ sở rõ ràng. Đấy, có chỗ để các bạn đến test, có cơ sở để các bạn đến tận nơi, có chế độ bảo hành tốt, có nhân viên phục vụ tốt, có hỗ trợ tốt. Đấy, để khi mà chúng ta phát sinh vấn đề gì đấy thì bên cửa hàng đấy họ sẽ khắc phục lỗi cho chúng ta, họ bảo hành cho chúng ta. Đấy, còn khi mà các bạn mà đặt máy, tất nhiên là những cái máy này nó cũng phải tầm tiền triệu rồi, ở những cái chỗ nó online kiểu như là nó không rõ ràng về địa chỉ, hoặc là không, họ không cho đến test, hoặc là chỉ bán online không ấy, thì nó cũng sẽ có rất nhiều cái rủi ro về việc là phát sinh lỗi hay bảo hành, thì các bạn cũng không biết tìm đến đâu cả. Bởi vì hiện tại thì những cái máy này nó đều là bên Trung Quốc hết, nên là những cái đơn vị nào mà họ uy tín cũng như là họ nhập khẩu chuẩn máy về thì các bạn yên tâm sử dụng. Còn một số khác, nếu mà các bạn kiểu đặt online mà không rõ ràng về bên bán ấy, thì nếu mà có lỗi thì nó cũng sẽ rất khó khăn trong việc bảo hành. Đấy, nên là tóm lại là gì? Hãy chọn một đơn vị uy tín, có địa chỉ rõ ràng để chúng ta test máy, có nhân viên họ hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm. Đấy, và có chế độ bảo hành uy tín, thì chúng ta nên mua ở những cái chỗ đấy. Đắt hơn một tí cũng được, nhưng mà việc chúng ta mua sản phẩm đấy nó sẽ rất yên tâm để các bạn sử dụng. Ok, thì đấy là những cái chia sẻ của tôi về cái việc lưu ý khi các bạn chọn mua một chiếc máy chiếu gia đình mà chưa có một bên nào họ nói cho các bạn về những cái phần này hết. Thì các bạn có thể xem video này để có thêm cho mình được những cái hiểu biết để chúng ta có thể lựa chọn một sản phẩm nó phù hợp. Rồi, cảm ơn các bạn.